và đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho Aya không còn phải bị cấm đi một cách thường xuyên đến từ các đội tuyển ở bên phía phần sân màu đỏ nữa. Để xem có sự bất ngờ gì đến từ Team Flash khi họ đã cấm đi Mganga như thế này ở trong sự lựa chọn cấm của mình. Vẫn đang suy nghĩ. Và Rioma thì không có gì là quá bất ngờ cả dành cho vị trí của Euphoria khi bên phía bên kia đã có Elsu dành cho Hoàng TD. Sau đó thì sao? Đội hình nếu như Flash lựa chọn thêm Joker nữa thì cũng đúng là phù hợp dành cho một bài đánh Aya Arthur đấy anh Dũng ạ. Bởi những cánh thì sẽ cần phải là những cánh đánh mạnh. Đó là Joker, đó là Rioma và Aya Arthur. Tôi cảm giác đúng, là Aya và Arthur đấy. Rồi Joker và Rioma thì sẽ là Aya Arthur ở trong những sự lựa chọn tiếp theo đến từ bên phía của Team Flash. Liệu Vigaming có đoán ra được không? Đấy, bắt đầu chuẩn rồi. Tôi nghĩ là lựa chọn Joker sau, bởi đối phương đã có Elsu rồi thì cứ lấy Arthur trước. Nhưng mà cái kiểu cấm Mganga xong rồi để chơi vơi Aya đang chưa lấy như thế này, cảm giác là Rainer cũng kiểu như là nếu như trong trường hợp mà Vigaming muốn lấy Aya ngay ở trong sự lựa chọn này để kiểu như là tước bài của đối phương chẳng hạn, thì có lẽ là Team Flash cũng chuẩn bị một cái gì đó chăng. Khi mà chúng ta nhìn thế setup như thế này là để lấy Aya rồi, nhưng mà Aya không lấy sớm cơ, mà thay vào đó lại là Rioma và Arthur. Nhưng Vigaming đang có đấu sĩ quá mạnh, đó là Veret cùng với Omen. Thế này thì phải lấy Aya thôi, buộc phải lấy Aya đến từ Team Flash thôi. Họ phải lộ bài này sớm. Chúng ta đã nhìn thấy hạo nhá Joker, tôi cũng đã đoán luôn sẽ phải là Aya và Arthur rồi, không có một cái phương án nào khác. Nhưng bây giờ buộc phải lấy, bởi nếu như bạn không lấy Aya ở trong sự lựa chọn này thì đương nhiên đối phương sẽ cấm. Vigaming hoàn toàn có thể đoán ra được những vị xạ thủ mà Team Flash sử dụng ở trong trận thi đấu này. Joker hoặc là Lavi cũng sẽ là những sự lựa chọn mà Barin có thể chơi. Liệu rằng là Vigaming sẽ có cấm đi những vị tướng xạ thủ này hay không, hay họ quyết định cấm đi những con bài khác để có thể khắc chế vào Veret và Omen. Thỉnh thoảng thì huấn luyện viên Rainer vẫn đem đến cho Team Flash những phương án hết sức thú vị, khi thì là Yonzip hiệu quả, khi thì là Aya thơ. Nhưng thường thì những bài theo kiểu này của Rainer và Team Flash dùng một lần thôi là lần sau rất dễ đoán. Chẳng hạn như ván thi đấu này chúng ta nhìn thấy thế cấm chọn là biết ngay đã hướng về Aya rồi, và sau cùng thì vẫn phải lấy Aya sớm. Nhưng như thế này thì Vigaming cũng có cơ hội để cấm đi Joker, cấm đi những vị xạ thủ mạnh để kết hợp tốt với bộ tướng của Team Flash. Và ngoài ra thì họ cũng đã có Elsu rất ngon lành dành cho Hoàng TD ở nửa dưới rồi. Với Veres và Omen một có sắt, cả hai vị tướng này đều có thể xuyên tanh với lượng sát thương chuẩn, thì đây cũng là phương án, đây cũng là những phương án để bên phía Vigaming hạn chế sức mạnh của bộ đôi Arthur và Aya phía bên kia. Tôi với anh Dũng đoán ra bài này thì tôi nghĩ là không có lý do gì mà 5 người, không chính xác là 6 người trong phòng thi đấu của Vigaming không đoán ra cả. Tôi đang rất chờ đợi những sự lựa chọn khắc chế đến từ Nofia, bởi thường Vigaming sẽ đem lại cho chúng ta một sự bất ngờ gì đó ở trong giai đoạn cuối của những lượt pick. Nếu như họ đã đoán ra bài của đối phương, cái ngày mà Vigaming thắng Box Gaming 3-0 cũng là một ngày mà Nofia cầm chọn rất hay. Họ đoán được hết những bài của Box Gaming và họ lựa chọn luôn vừa khắc chế vừa là bài đánh của Vigaming, và tạo ra một thế trận khó khiến cho Box Gaming thua trắng với tỷ số đó là 0-3, rất bạc nhược. Và bây giờ thì sẽ cùng chờ đợi những sự lựa chọn đến từ Nofia. Cuối cùng thì Nofia cũng không cấm đi Joker mà cấm đi Yon cùng với Lavi, bởi vì có lẽ là có Omen với Veres, thì bên phía Vigaming nghĩ là nếu như đối phương có Joker thì họ càn thẳng vào Joker cũng được với Omen, còn lại thì đam DPS với Yon và Lavin thì xuyên tanh, xuyên Omen ghê gớm hơn. Và vì thế mà họ không cần phải cấm Joker nữa. Bên phía Team Flash cũng hiểu vấn đề, họ hiểu rằng nếu Joker thì cũng hơi khó xuyên qua những vị tướng đấu sĩ rất mạnh ở phía bên kia, và Thon thì sẽ là theo kiểu cân bằng hơn. Nhưng Thon thì sẽ là một cánh dưới yếu. Đúng rồi, cánh dưới rất yếu, và Vigaming hoàn toàn có thể khai thác vào vị trí của Thon. Bởi nếu như Quang Hải sử dụng Veret đi rừng, tôi nghĩ việc gây áp lực đến từ Quang Hải cũng là rất dễ dàng. Thậm chí là Bird Elby chơi luôn Omen đường tà thần Caesar, Veret trong tay của Han, và bây giờ thì mới chọn rừng để cho Quang Hải. Cũng là một ý kiến khá hay đến từ bên phía của đội tuyển Vigaming. Đúng là bên cạnh việc Joker mạnh ở cánh và phù hợp để đi ép cùng với bộ Arthur và Aya, thì Joker còn là vị tướng tự thủ được một mình ổn khi mà bộ đôi này di chuyển nữa. Còn Thon thì chưa chắc nha, nhất là khi mà Vigaming còn đang muốn Omega. Chơi cùng với sự lựa chọn Omega. Nếu như là Omega thì chắc chắn là đè dí vào luôn cánh dưới rồi. Nhưng nếu như Senel thì có thể sẽ là một kiểu hoạt động khác, vẫn là băng trụ, nhưng băng trụ tầng tầng lớp lớp với tướng vào và tướng từ trên rơi xuống để có thể tạo thành những sự khó khăn đối với Thon của Barin ở trong ván thi đấu này, và có thể là cả Rioma của Euphoria nữa. Cái cách pick tướng này của Vigaming là họ muốn 3-1 đi về rồi, bởi Omen, Senel rồi Elsu được lựa chọn ra hết những vị tướng có thể nói là tier 1 mạnh nhất, thậm chí là những vị tướng lỗi cũng đã được lựa chọn ra đến từ Vigaming. Họ đã có một đội hình có thể cũng khá rõ ràng khi mà Bird Elby với con bài Omen ở khu vực đường tà thần Caesar
sẽ có sự bổ trợ đến từ Vélez trong tay của Quang Hải và Senel trong tay của Han. Và Florentino, lựa chọn này là rất hợp lý rồi, bởi Florentino có thể khắc chế cả Omen, Senel và Vélez luôn. Nhưng liệu Florentino có đủ thời gian, có đủ thời gian để có thể chơi hay không? Và Rioma đi rừng thì không phải là một lựa chọn meta cho lắm ở thời điểm hiện tại. Đúng là với những chất tướng trong đội hình của Team Flash thì bây giờ chúng ta đều đang băn khoăn rằng ADC sẽ sử dụng vị tướng nào ở vị trí đi rừng ở trong ván thi đấu này đây. Và có lẽ đó là Rioma rồi sau lượt swap tướng. Euphoria cầm Florentino, tướng tủ của người chơi này, để đối đầu với Omen của BirdLB ở cánh tà thần Caesar, Han với Senel ở vị trí trợ thủ, Quang Hải và Maris thì sử dụng cặp tướng quen thuộc là Lorion và Vélez. Trong khi đó thì thêm một lần nữa, Team Flash lại mang Aya và Arthur quay trở lại ở trong một giai đoạn mà Aya đã không còn nằm ở trên bảng cấm quá nhiều. Euphoria múa floor là rất khét, và đây sẽ là một cơ hội để anh ấy có thể thể hiện bản thân mình, bởi chất tướng của đối phương không phải là những chất tướng có thể dễ dàng bắt vào Florentino. Florentino có thể múa được vào Omen, múa được vào Vélez, và Senel cũng sẽ chỉ để làm tường dành cho những bông hoa đến từ Euphoria mà thôi. Nhưng quan trọng là Euphoria có được chơi hay không, có được khoảng trống để có thể farm ở trong giai đoạn đầu và tạo ra di chuyển những tình huống đánh nhau cùng với Team Flash hay không. Bởi nên nhớ, cặp đôi Aya và Arthur sẽ ôm nhau rất nhiều trong giai đoạn đầu, và Thorn trong tay của Barin mới là cánh mà VGaming nhắm tới ở trong trận thi đấu này. Đúng là nếu như có thể bảo quản tốt được cho Thorn thì tôi nghĩ rằng là Team Flash có cơ hội, bởi vì Florentino mà có thêm Aya ở trên ở trong ván thi đấu này thì nhìn qua đội hình của VGaming tôi thấy là múa được, múa hết, múa được với Florentino ở trong ván thi đấu này. Và nếu như cánh của Thorn ổn thì đó sẽ là cơ hội của bên phía Team Flash. Nhưng làm thế nào để cho Barin ổn thì chúng ta hãy chờ đợi xem, khi mà đội hình của VGaming băng trụ là rất lực. VGaming đã gần như là only những vị tướng mạnh nhất, lỗ nhất, được cấm nhiều nhất ở trong tất cả các trận thi đấu. Han sẽ cầm cho mình đó là Senel, còn BirdLB sẽ sử dụng cho mình đó là Omen. BirdLB sẽ thua đường so với Euphoria ở trong giai đoạn đầu, nhưng có lẽ là Quang Hải cũng sẽ lên để hỗ trợ dành cho người đồng đội của mình mà thôi, để đẩy đường nhanh cũng như là di chuyển. Một trận thi đấu rất khó khăn dành cho Team Flash, khi họ sẽ có những mục tiêu cần phải nhắm tới, họ sẽ phải bảo kê cho Barin như thế nào, phải snowball ván đấu với Aya ra làm sao. Bởi nếu như họ không snowball được ván đấu thì Aya và Arthur cũng sẽ rất cần đồ, rất cần level để có được cho mình một giai đoạn giữa trận và cuối trận ổn định. Tiếp tục là hai cái luyện kim giống với Arthur và Aya của Team Flash ngày hôm qua trong ván thắng trước Sài Gòn Phantom. Nhưng ván thi đấu này thì không còn là Joker nữa, nên nhớ rằng là trong ván thắng ngày hôm qua của Team Flash thì Joker cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng với một tình huống cân hai ở trong giai đoạn đầu. Ngay lập tức thì VGaming đang muốn tràn sang phần rừng của bên phía Team Flash để tạo ra áp lực với bộ đôi là Lorion cùng với đó là Senel, kết hợp thêm với Vélez và cả sự di chuyển vào đến từ Elsu nữa. Một con mùa xanh dễ dàng được lấy đi, và toàn bộ phần mùa xanh của bên phía Team Flash cũng sẽ bị mất đi vào tay của Quang Hải luôn. Cướp rừng là rất mạnh, bởi cánh này là một cánh không có Florentino. Nếu ít nhất có Florentino cấp độ 2 thì mọi thứ có thể khác. Nhưng nếu như đánh vào thẳng vào bùa xanh của ADC thì ADC sẽ bất bùa. Con bùa đầu tiên, những lợi thế đầu tiên đang dành cho VGaming tiếp tục tiến sang. Đó là Han nhìn thấy được Case cùng với ADC rồi. Còn đường giữa tôi cảm giác là trận thi đấu này một trận thi đấu rất thoải mái dành cho Maris. Chỉ phải đối đầu với một cặp đôi giai đoạn đầu cũng sẽ là farm đến từ Team Flash thì Maris hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng cho mình những bộ chiêu thức. Còn đường dưới thì Hoàng TD đang hoàn toàn thắng thế trước Barin. Đối mặt với một mình Elsu đã bắt đầu khổ rồi, thì tí nữa khi mà Lorion, Vélez, Senel rồi Omen liên tục xuống nữa thì sẽ là một thế trận phải rất cẩn thận đến từ xạ thủ chủ lực của bên phía Team Flash. Nhưng rõ ràng là những sự khó khăn đầu tiên đang đến với Barin. Một trận thi đấu mà anh ấy sẽ không có bảo kê đâu, bởi Aya trong tay của Smack sẽ phải đi theo vị trí của Case, bắt đầu di chuyển ba người với nhau, đó là bên phía của đội tuyển VGaming. Và Team Flash cũng sẽ có ba người phục đường dưới đi chung với nhau, đó là Case cùng với Barin. Nhưng Case chưa có cấp độ 4 và Han cũng tương tự là như vậy. Nhưng góc rình này của Quang Hải và Maris là rất nhảy. Bão từ trường được tung ra, hất tung được Case, băng vào đó là Quang Hải. Nhưng khá trâu đó là cặp đôi Aya và Arthur. Case có lết về được hay không đây? Cú xích vừa rồi của Quang Hải là trượt, và huyết xích tiếp theo thì nó cũng trượt luôn. Một góc đứng tốt nhưng lượng sát thương đến từ bộ đôi Lorion và Vélez của Quang Hải và Maris là chưa đủ để bắt lại Arthur của Case ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Nhưng con bùa xanh tiếp theo thì Quang Hải vẫn có thể cướp đi một cách tương đối dễ dàng. Rõ ràng là ở trong thời điểm này thì ADC cũng chỉ có thể hoạt động ở nửa trên mà thôi. Và có lẽ là thắng lợi ở nửa trên đang là điều mà bên phía Team Flash mong đợi, bởi vì câu chuyện ở đường rồng bây giờ còn sớm thì còn chưa sao, nhưng sau phút thi đấu thứ tư thì có lẽ là cái trụ này cũng phải bỏ sớm thôi. Một mình Barin là quá khó. Đường rồng thì sẽ rất khó, nhưng đường trên sẽ là một đường mà Euphoria rất xanh, rất khỏe, đã có cấp độ 4. Và đương nhiên solo queue với cả BirdLB thì Euphoria là người chơi có lợi thế hơn. Han cùng với Maris đang phải clear đi cho mình con Caesar tiên phong này. Chiều cuối được bật ra đến từ Sunmax.
hóa cóc được Maris và cấu đi một lượng máu cũng khá lớn. Và với lượng máu như thế này thì khả năng mà Maris có thể đi hỗ trợ những người đồng đội của mình cũng sẽ là không cao, bởi vì nếu như anh ấy không còn những khả năng hồi phục nữa thì cũng nên phải cẩn thận cho những pha combo tiếp theo đến từ bên phía của đội tuyển Team Flash. Những trận đấu thứ ba, hai bên vẫn đang trải qua một giai đoạn đầu tương đối yên bình, nhưng đó là những sự yên bình trước một cơn sóng lớn mà thôi. Tôi nghĩ là như vậy, khi mà bên phía của Team Flash thì có lẽ là họ cũng đang chờ đợi cho một tình huống tập Euphoria. Euphoria đang bắt đầu có những nhịp hoa đầu tiên và mục tiêu là Quang Hải, muốn là khá dẻo tay nhưng rõ ràng là cũng chưa thể tấn công một cách quá mạnh mẽ và người chơi đi rừng bên phía đối phương được. Đang là phản công đến từ Barin khi có thêm bộ đôi Arthur Aya và có mặt ở đây, nhưng Maris cũng đang xuống với bùa xanh có ở dưới chân mình và Quang Hải bọc rất đẹp ở trong tình huống thi đấu này. Barin đang gặp khó, cố gắng bắn ra cho mình ma súng nhưng Hoàng TD tiếp cận, vẫn đó là điểm first thing kill khi mà Maris băng vào, kết hợp thêm với cả sứ mệnh cứu thế của Senel và double kill dành cho bên phía Vigaming. Và chưa dừng lại ở đây, họ cũng sẽ bắt được luôn cả Aya của Xuân Bách, và đó là triple kill dành cho Maris rồi. Bằng trụ là rất kinh dị đến từ Vigaming, họ chống chịu thay cho nhau và thêm một sứ mệnh cứu thế nữa đến từ Hàn. Hoàn hảo, chỉ có thể nói một từ là hoàn hảo dành cho pha băng trụ này đến từ Vgaming mà thôi. Chúng ta sẽ cùng được xem lại tình huống này, một tình huống mà Quang Hải đã bọc đầu từ đằng sau và chọn mục tiêu đó là vị trí của Gaze và Xuân Bách trước. Họ rất bình tĩnh, họ không bắt ngay ở Barin, họ chờ đợi cho những bộ chiêu thức của Maris hồi lại thì họ mới bắt vào Barin và thay nhau chống chịu sát thương. Đó mới là cái điều hoàn hảo của Vgaming ở trong pha thi đấu này. Như đã thấy ở trong phần cấm và chọn thì lựa chọn một đội hình cục như thế này thì Vgaming đương nhiên là muốn băng trụ với tầng tầng lớp lớp lao vào phía thon của Barin rồi. Và như dự kiến thì cái trụ đường rồng mất sớm là điều đương nhiên, nhưng bây giờ sau khi mất một bên cánh rồi thì bên phía Team Flash sẽ tiếp tục triển khai như thế nào đây, khi mà ý đồ của Vgaming có vẻ như là họ chưa hề muốn buông tha cho Barin. Mất một trụ thì sẽ đánh đến trụ 2, thậm chí mất trụ 2 thì với đội hình này thậm chí là băng vào sâu hơn nữa cũng vẫn được. Vẫn có thể băng thêm được nữa bởi Maris đã hồi lại cho mình cú bão thư trường. Hàn nhảy vào, cây Xuân Bách cùng với Barin đang phải đi chung với nhau để có thể cố gắng phòng ngự. Nhưng nên nhớ là đi chung như thế này thì bộ ba sẽ rất thọt tiền, có thể cầm hai luyện kim nhưng tiền thì nó cũng sẽ không thể có được cho mình một con số lớn được. Đây là ADC bị hất tung bởi cú bão từ trường, bị giữ chân lại bởi Quang Hải, bật lớp giáp lên đó là Hàn. Hàn bị hóa cộng, Hàn mất rất nhiều máu, có thể kết thúc được Hàn hay không đây? Barin không thể áp sát được cái ma súng đó vào người của Hàn và Hàn vẫn có thể chạy được về thành công. Không phải là những tình huống băng trụ thì không có những sự mạo hiểm. Vừa rồi là một tình huống mà Vgaming chúng ta thấy rằng là họ cũng đã mạo hiểm và thiếu chút nữa thì họ mất đi Hàn. Tuy nhiên thì Hàn vẫn có thể lùi về được và tính đến thời điểm này thì tỷ số vẫn đang là 3-0 nghiêng về Vgaming. Maris cũng đang bắt đầu cảm nhận được độ đau đến từ lượng sát thương của Aya rồi. Được cái thì Aya không cần phải lên giày, thế nên tập trung hết vào việc lên những món trang bị lớn cũng sẽ tối ưu hóa lượng sát thương đến từ người chơi đường giữa của bên phía đội tuyển Team Flash. Nhưng đây là tình huống mà Vgaming tập trung 5 người ở khu vực đường giữa nhưng đang phản công khá mạnh mẽ đến từ bộ 3 của đội tuyển Team Flash rồi. Vẫn là 5 người của Vgaming, báo từ trường được tung ra đến từ vị trí Maris đất tung được bộ đôi Arthur và Aya. Trước đó thì Barin cũng đã một lần nữa phải lên bảng đếm số. Và như vậy là có điểm hạ gục thứ tư dành cho bên phía của Vgaming. Và người nằm xuống lại là Barin. Bird LB lần này còn thậm chí là đi trước so với Euphoria. Mặc dù Bird LB là một chất tướng bất lợi hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại với những sự thắng thế đến từ những người đồng đội của mình thì Bird LB lại cực kỳ thoải mái. Và Euphoria thì lại chưa thể có được những sự hỗ trợ tốt nhất đến từ những người đồng đội. Anh ấy vẫn chưa múa được một pha nào thực sự là quá hay cả, bởi vì thời điểm hiện tại Euphoria cũng chưa có đủ tiền, anh ấy cần thêm những món trang bị nữa. Và thời gian ơi, thời gian đâu dành cho bên phía của Euphoria đây? Tôi nghĩ rằng là bên phía Team Flash vẫn có thể chờ đợi được thêm một chút nữa. Đến khoảng thời điểm mà Aya có khoảng 3 đồ thì đó cũng là khoảng thời điểm mà lượng sát thương của Aya cũng sẽ là cực kỳ khó chịu. Và khi đó thì cặp đôi Arthur và Aya sẽ có được nhiều áp lực hơn. Nhưng Maris không muốn để thời gian dành cho bên phía Team Flash với những lần rất áp lực với cú bão từ trường kết hợp với tốc biến. Barin lên bảng điểm số lần thứ 3 rồi. Barin trận thi đấu này là một trận thi đấu quá khổ. Quá khổ bởi như đã nói, nếu không phải là Joker mà là Thorn thì cái cánh của Barin cũng sẽ nát là rất nhanh. Và sau khi mà đổi đường thì Barin cũng không thể thở được nữa. Maris băng vào quá dũng mãnh với sứ mệnh cứu thế trên đầu của Hàn. Và bây giờ thì Vgaming đẩy nhanh thế trận của mình bằng cách ăn thêm một con Seiza nữa. Con Seiza tiên phong đang đẩy lên. Và với Aya và Arthur, rõ ràng trận thi đấu này nó không giống trận thi đấu với Sài Gòn Phantom. Khó khăn hơn rất nhiều dành cho Team Flash. Bắt đầu Euphoria múa không được vào người của Bird LB, bởi Bird LB đã sử dụng cả cái sát vực của mình để có thể bỏ chạy. Burrowby vẫn còn một cái trụ chống lưng ở khu vực nửa dưới và như thế thì sẽ là rất thuận lợi để cho Burrowby có thể đẩy đường, lấy tầm nhìn cũng như là tích lũy tài nguyên để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, và những tình huống tốc biến sát vực của Burrowby cũng sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Thế một lần nữa thì bên Team Flash đang nhận phải áp lực đến từ các thành viên của Vgaming, nhưng cảm giác là bộ đôi Arthur và Aya cũng đang bắt đầu lực hơn một chút rồi. Nhưng đây là Maris tiếp tục làm một pha sử dụng bão từ trường, lại lần nữa là Barin rồi. Lần thứ tư lên bảng điểm số đến từ xạ thủ của Team Flash, trong khi
theo đường dưới Euphoria. Solo được hay không đây? Chưa hạ gục được bớt LB. FMVP của AIC 2022 đang không muốn cho cậu bé vàng của Team Flash chơi điện tử trong ván thi đấu thứ tư của trận đấu BO5 này. Tỷ số là 6-0. Trong đó thì Barin chiếm phân nửa lượng điểm hạ gục mà bên phía Vgaming có được. Và người dứt điểm thì vẫn thường xuyên là Maris. Thêm một lần nữa, FMVP của AIC đang thể hiện được đẳng cấp trong mùa giải này. 4-0-1 là những gì mà Maris có. Còn với Barin thì đó là 0-4-0. 0-4-0 và 3.400 tiền. Lượng tiền thậm chí là còn thua cả trợ thủ Case. Một ván thi đấu quá khổ dành cho Barin. Và bây giờ thì Vgaming tiếp tục có thêm được cho mình con tà thần C ra bóng tối nữa. Kể cả Aya Arthur có mạnh đi chăng nữa, nhưng nếu như không có những lượng sát thương bồi theo đến từ Thon hay là Florentino trong tay của Euphoria thì đúng là đội hình của Team Flash cũng không thể đánh nổi với một đội hình quá cục xúc. Tiếp tục là Maris. Đến từ Vgaming tiếp tục là Maris tấn công một lần nữa và Barin và lần nằm xuống thứ 5. Đến từ Barin ở trong ván thi đấu này rồi. quá khổ đó là Barin không được chơi điện tử. Không biết phải nói gì nữa, nhưng mà Maris quả thật là đang làm rất gắt ở trong ván thi đấu này. Team Flash thắng được một game đầu rất hay, nhưng họ vô tình lại chạm đến niềm tự tôn của nhà vô địch thế giới rồi thì phải. Khi mà Vgaming đang rất căng, và khi mà Vgaming căng thì Team Flash đang chưa đỡ được những nhịp hòa liên tiếp đến từ Euphoria. Nhưng quan trọng là hiệu quả thì nó chưa đến, khi mà Vgaming vẫn còn có thể ở lại và tiếp tục ép đường được. Cái combo bắt xạ thủ này nó khủng khiếp quá, nó đáng sợ quá. Và bây giờ thì Vgaming sẽ có được cho mình đó là cái trục thai cũng đường trên một cách cực kỳ dễ dàng. Vlad đang thực sự bất lực, Vlad đang thực sự gặp quá nhiều khó khăn. Tiếp tục là Bão Từ Trường, chọn ai đây? Chọn vào Case, lần này chọn không trúng rồi. Barin đang đứng ở góc rất xa, anh ấy không muốn dính thêm một cú Bão Từ Trường nào nữa. Và đội hình của Team Flash đang phải co cụm lại phòng ngự với nhau, họ vẫn có thể đánh được ở trong giai đoạn cuối trận. Nhưng như đã nói, thời gian là thứ mà Vgaming không cho phép Team Flash có được cái điều đó. Họ đang đẩy thế trận một cách rất nhanh chóng. Và khi mà Thon yếu như thế này thì khả năng phòng ngự lính của đội hình bên phía Team Flash cũng bị giảm đi rất nhiều. Còn đội hình của Vgaming thì họ hoàn toàn có thể băng luôn cả những đường lính siêu cấp được với những gì đang có ở thời điểm này. Với một Lorion 7.300 tiền, nhiều tiền nhất trên bản đồ đến từ vị trí của Maris với 5 lần, khiến cho xạ thủ chủ lực của đối phương phải lên bảng đếm số. Một ván thi đấu rất tội nghiệp đến từ chàng trai trẻ của bên phía Team Flash khi phải đối đầu với một cơn thịnh nộ của Maris. Thực sự là một cơn thịnh nộ của Maris khi với 7.500 tiền, 3 món trang bị rưỡi, chắc là sẽ lên cái vương miện hay kết thôi để cho nhiều sát thương đến từ Maris. Thì khi đó có lẽ là những cú bão từ trường của anh ấy không chỉ là Barin đâu, những mục tiêu khác như là Euphoria hay ADC cũng sẽ phải rất cẩn thận. Đây sẽ là cái trụ thứ hai của cục đường giữa dành cho Vgaming, cái trụ một cách rất dễ dàng mà thôi. Bên phía Vgaming vẫn đang chưa để cho bên phía Team Flash có nhiều cơ hội ở trong ván thi đấu này, và họ vẫn đang từ từ tiến lên. Cánh cửa đến với top 4 của Team Flash ở mùa giải năm nay đang khép lại tương đối gần rồi, khi mà khoảng cách giữa họ và các đội tuyển xếp ở phía trên có khả năng sẽ không được rút ngắn lại sau trận đấu với Vgaming này. Nhưng con nước thì còn tát. Phút thi đấu thứ 11, bên phía Team Flash vẫn đang cố gắng phòng ngự, họ vẫn còn cả 3 đường lính siêu cấp. Và để xem là điều thần kỳ có thể đến đối với đội tuyển mang áo màu da cam trong ván thi đấu này hay không đây, khi mà Vgaming vẫn đang duy trì được một phong độ rất cao. Có một vấn đề lớn đến từ đội hình của Team Flash là khả năng mở giao tranh của họ đang hơi yếu. Nếu như là Aya và Arthur của ngày xưa thì có thể sẽ là băng thẳng lên đến từ cây, sẽ bật thêm một chiêu cuối nữa để có thể hóa cóc được các thành viên của đối phương. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Team Flash có lẽ chỉ có thể mở giao tranh đến từ việc mà cây băng thẳng vào với chiêu cuối mà thôi, đặt ra một cái vòng và may mắn chờ đợi cho đối phương có thể đứng lâu lâu trong cái vòng đó một chút đến từ Xuân Bách, hoặc là Euphoria băng lên với chiêu cuối của mình. Nhưng đó rõ ràng không phải là những cái tiền đề mở giao tranh quá đẹp đến từ bên phía của đội tuyển Team Flash. Họ không có thực sự một hiệu ứng khống chế nào cả. Và với việc không có những hiệu ứng khống chế mạnh thì đội hình của Vgaming lại là một đội hình đánh phản công cũng rất mạnh mẽ, với Bão Từ Trường và đặc biệt là cái tầm bắn xa đến từ Hoàng TD có thể bắn thẳng vào tanh. Sắp đến thời điểm đó rồi, bởi Hoàng TD cũng rất xanh. Hai món trang bị rưỡi, chuẩn bị có được cho mình cái nanh Feria. Và khi có được cho mình cái nanh Feria thì Hoàng TD sẽ bắn hết, kể cả đó là vị trí của Case. Và với thêm những con xe ra tiên phong và những con xe ra bóng tối nữa thì đó sẽ là những công cụ đi phía trước để Vgaming lao vào băng trụ. Rõ ràng là như vậy rồi. Và bây giờ thì bên phía Team Flash sẽ cần phải chờ đợi đến những phương án phòng ngự ngược trở ra của họ mà thôi. Arthur Aya cũng có vẻ là lực rồi. Florentino, các fan của Team Flash có lẽ vẫn đang chờ đợi những nhịp hoa để khiến cho Omen và Senel ở phía bên kia gặp phải nhiều khó khăn. Đây rồi, đang có nhịp hoa, nhưng đó là những nhịp hoa trong sát vực đến từ Euphoria. Nhưng quan trọng là bắt được vị trí của BLB rồi. BLB lên bảng đếm số, những viên đạn xanh đến từ vị trí của Barin cũng là có một chút trọng lượng để đẩy lùi các thành viên bên phía Vgaming về. Một chút cơ hội được nhen nhóm lại dành cho Team Flash khi người nằm xuống đó là BLB. Rõ ràng chơi đùa với Euphoria là không ổn đâu.
Bởi như đã nói, Florentino hoàn toàn phải khắc chế được vào bộ tướng của VGaming. Rõ ràng là TeamFlat đang chưa có những cái công cụ để mở giao tranh, thì bỗng nhiên là VGaming trao cho họ một cái món quà, đó là cái sát vực trong trụ của bất LB. Tự nhiên nó lại tạo ra một cái thế để Euphoria có thể múa được và tạo ra được những lượng sát thương dành cho đội hình của TeamFlat. Bắt đầu là những tín hiệu để TeamFlat có thể trở lại, nhưng họ sẽ cần phải thêm một vài pha giao tranh nữa. Giống như vậy, có được những điểm hạ gục lẻ của đối phương thì sẽ là vô cùng quan trọng dành cho đội hình này của TeamFlat. Tầm này là Arthur Aya cũng đang bắt đầu tương đối ngấy đến từ bộ đôi Case và Xuân Bách rồi. Bắt đầu có thể tự tin tiến lên sâu hơn một chút để lấy tầm nhìn về cho những người đồng đội của mình. Nhưng nếu như có ý định chờ Barin trong ván thi đấu này đến từ bên phía TeamFlat thì có lẽ là họ sẽ cần phải chờ đợi rất lâu. Chờ rất lâu đấy, bởi tôi hình như nhìn không nhầm thì Barin bây giờ mới hơn 6.000 tiền thôi. Phút thứ 13 mà hơn 6.000 tiền thì đúng là hơi nghèo. 6.800, chưa có được món trang bị thứ 3 luôn. Nếu như VGaming có thể đẩy nhanh thế trận và thời điểm ấy băng thẳng vào vị trí của Barin thì đúng là Barin cũng không thể chơi được. Nhưng Aya của Xuân Bách thì cũng đã có 4 đồ lớn rồi nha. Và khi không cần lên giày thì rõ ràng đó sẽ là một lượng kinh tế được tối ưu đến từ Aya của Xuân Bách. Dù cho Xuân Bách cũng thua tương đối về lượng tiền so với Maris ở phía bên kia. Maris cũng đã hoàn thành xong cho mình xuyên tâm lệnh, cũng đã có rất nhiều những món trang bị full đồ đến từ người đi đường giữa của đội tuyển VGaming rồi. VGaming đang thực sự muốn kết thúc trận thi đấu này sau khi con bạo chúa, con ta thân xảy ra bạo chúa hồi sinh ra. Chỉ còn khoảng 50 giây nữa mà thôi, và khi đó sẽ là một đợt sóng rất lớn, rất khó khăn dành cho bên phía của đội tuyển TeamFlat. Barin thì chưa đủ đồ, Barin còn đang rất nghèo với 7.300. Những cú bắn của anh ta cũng có vẻ là đâu, nhưng đây là Barin một lần nữa bị bắt ngược trở lại bởi Barin. Anh không nên bắn từ trường lan, chính xác lần nằm xuống thứ sau của Barin, và có thể đây sẽ là pha giao tranh chiến thắng dành cho VGaming. Cây rất trâu mở ra cho mình đó là thuận nam thạch, nhưng không thể chống chịu được nữa, điểm hạ gục dành cho bất LB. Euphoria đang cố gắng múa được người nào hay chưa múa nổi người nào cả, và đó là điểm hạ gục thứ tư dành cho bên phía đội tuyển TeamFlat. Điểm hạ gục thứ năm quét sạch dành cho VGaming, quét sạch dành cho VGaming, và đó cũng là dấu chấm hết dành cho TeamFlat ở trong trận đấu BO5 này. Tỷ số sẽ được ấn định là 3-1 và VGaming hoàn tất cuộc lội ngược dòng của mình. Họ vẫn đang chờ đợi những tân lính, nhưng đội hình của VGaming là quá khỏe. Họ đã băng trụ hết lần này đến lần khác, Maris bắt Barin hết lần này đến lần khác, và tổng cộng 6 lần là đủ để VGaming khiến cho người chơi xạ thủ từ đầu mùa giải đến giờ chưa phải trải qua một màn trình diễn quá tệ nào, thì đang phải chịu đựng một game thi đấu phải nói là rất cực khổ. Thật sự khổ thân dành cho Barin ở trong ván thi đấu vừa rồi, nhưng biết làm như thế nào khi mà Maris xuất sắc quá, khi mà VGaming họ đã căng ở trong 3 game thi đấu sau khi để thua ván thi đấu đầu tiên. Và khi họ căng như vậy thì thêm một lần nữa TeamFlat lại phải chấp nhận thất bại trước đội tuyển mang áo màu vàng đen. Cái KDA 060 ấy, cái sự khổ thân ấy đến từ Barin nó đã được thể hiện ra bằng một chút những sự cười trừ đến từ MC Phương Thảo. Đúng là MC Phương Thảo có lẽ cũng không biết rằng là phải hỏi cái gì ở trong trận thi đấu này nữa, khi một KDA của một xạ thủ là 060 và người bị bắt lại đó lại là vị trí của Barin, một trong những người chơi mà giữ vị trí là tốt nhất tại đấu trường danh vọng. Tính tới vòng thi đấu này, cho dù có những trận thi đấu TeamFlat thua thì Barin vẫn là người chơi giữ vị trí rất tốt, có điểm hạ gục là rất nhiều, nằm xuống cũng rất ít. Nhưng đây là một ván thi đấu có lẽ là cơn thịnh nộ của Maris rồi, khi cái tốc biến và cái bã từ trường tôi để ý chắc từ đầu đến cuối chỉ dành cho Barin mà thôi. Ngày hôm qua sau khi mà TeamFlat có được chiến thắng trước Sài Gòn Phantom thì tôi biết rằng là các fan của bên phía TeamFlat rất vui, nhưng lúc ấy thì tôi cũng có cảnh báo rằng là hãy cẩn thận vì VGaming họ lạnh lùng lắm đó. Và ngày hôm nay thì VGaming lạnh lùng thật ở trong 3 ván thi đấu phía sau, nhất là ván thi đấu cuối cùng này. Họ đã có một ván thi đấu thật sự triệt để vào vị trí xạ thủ chủ lực của bên phía đối phương. Và Maris quả thật là một cơn thịnh nộ khủng khiếp với con bài Lorion ở trong tay mình. Bây giờ thì hãy cùng quay trở về với MC Phương Thảo xinh đẹp cho phần cuối cùng của tuần thi đấu này tại đấu trường danh vọng mùa đông năm 2022. Xin mời. Các bạn khán giả thân mến, ngày hôm qua thì trên fanpage của VGaming cũng có đăng tải lời chúc mừng TeamFlat vì sau hơn 333 ngày thì họ cũng đã chiến thắng Sài Gòn Phantom, nhưng đồng thời thì cũng chia buồn Flat ngay sau đó bởi vì họ sẽ phải gặp VGaming trong ngày thi đấu hôm nay. Và rõ ràng đây là một đối thủ không hề dễ dàng, sẵn sàng ngáng đường Flat đến với top 4. Những pha băng trụ, những pha phối hợp không thể hoàn hảo hơn của VGaming trong ván thi đấu vừa qua, nó đã nói lên đủ đẳng cấp của đội tuyển này, đúng không hai vị viên? Đúng là như thế, và có lẽ là chúng ta phải dùng cái từ đó là Barin ngày hôm nay về chắc ngủ mơ thế đó đi.